thưa quý vị các bạn, tôi là MC dễ thương duyên dáng Lê Duy Bảo Lâm à. Và dòng này được mang tên là Chung Sức. Chung sức có nghĩa là sao? Chung sức có nghĩa là anh em chúng ta, bốn người bên đó và bốn người bên đây, chúng ta hãy chung sức là để làm cái dòng này thật là thú vị và hài hước nha mọi người nha. Thì ở dòng này rất là đơn giản, ở trên màn tele có bốn câu hỏi, thì bốn câu hỏi được khảo sát trên 100 người đàn ông và 100 người phụ nữ. Nếu như ai mà trả lời mà được nhiều đáp án trùng khớp với những người mà đã khảo sát đó thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Đơn giản, dễ chơi, dễ hiểu. Anh hiểu không mà anh căng vậy? Chị Tiên hiểu không chị? Thấy nãy sợ. Giờ chị lo ngắm cái thần thái sang chảnh của em á, chị mới hết mọi thứ. Thần thái sang chảnh. Duyên hiểu không Duyên? Em cũng lùng bùng lỗ tai nhưng mà em nhìn mặt anh là em hiểu à? Nhìn mặt anh là em hiểu à? À cảm ơn em. Và bây giờ đội sau Kim không biết ai sẽ ra thi đầu tiên à? Em không mời chị Thủy Tiên à? Thủy Tiên ra. Ủa em hỏi anh chi rồi anh chỉ luôn vậy? Em mời chị. Dạ em nói chị, người ta đã chỉ định rồi chị. Em mời chị. Ok. Lanh hay sùng giặc lắm chị. Ủa chị có được chọn người thi cùng không? Chị thích ai chị chọn người đó. Anh. Trời. Trời là anh đó. Vô. Vô. Câu hỏi như sau. Trời ơi, chị tôi còn non nớt quá. Hay quá, không có anh. Trời ơi. Lê, em Lâm ơi em. Sao anh, em xin lỗi em làm giật mình. Anh bị liệu, anh giật mình á, anh đập trong vô thức không mình thấy không? Không tồn được, không biết nhường nhịn phụ nữ luôn. À, đề nghị phòng máy tắt cái này lại giùm tôi đi. Tắt lại làm tôi mất hình ảnh tôi không câu được. Câu hỏi, câu hỏi. Ủa là vẫn như vậy. Khi mà vừa đọc câu hỏi là mình phải bấm. Ủa đã đọc đâu? Khoan xí. Lâm chỉ kêu câu hỏi Lâm chưa nói chữ bắt đầu. Đúng rồi. Rồi, tắt trả đèn lại à. Câu hỏi bắt đầu. Câu hỏi bắt đầu, chị Tiên. Yeah. Ủa Tiên. Bây giờ em mới hết ngu rồi anh lần đầu. Dạ, câu hỏi là sau khi sinh phụ nữ thường khủng hoảng vì điều gì? À, cái này đúng biết đâu nè, nè. Khủng hoảng vì xấu. Đúng, vì xấu, mình không tự tin với thân thể của mình nữa. Mình không biết gì luôn á. Xấu đúng không? Xấu. Nhưng mà mình nghĩ được mà. Em nghĩ gì? Là em cũng nghĩ là vẻ xấu. Em nghĩ là sợ xấu á. Phụ nữ thường sợ xấu hả? Dạ. Anh nghĩ gì? Nói nghe coi. Anh bình thường, anh tại anh đâu có đẻ đâu anh biết. Không, tại vì vậy nha, anh mình bình thường vậy mình nói. Nhưng mà em biết đàn ông sợ gì luôn á, sao sinh đàn ông sợ gì luôn á. À, sợ chuyện ấy họ không còn được điều đặn nữa thôi. Không phải. Chứ sợ gì? Sợ hói. Sợ hói. Chị đâu vậy? Ủa phải đứng đây hả? Em quay lại đối mặt với anh. Chị, em nghĩ là mình sẽ sợ về vóc dáng. Vóc dáng xấu. Vóc dáng xấu. Wow. Hey, mình còn cơ hội nha. Làm sao các anh hiểu được tâm lý phụ nữ bằng trời, chúng đừng tôi? Đừng có giỡn. Những người đàn ông này là những người đàn ông thành đạt hết rồi. Giờ em sợ gì lắm? Sợ chồng không thương mình nữa. Tiên đã từng nói với Vinh điều gì? Kiều Minh Tuấn. Vinh suy nghĩ. Thôi để em nói trước, có gì em suy nghĩ nha. Em nghĩ là người phụ nữ sẽ sợ là chăm con không tốt, sợ con mình bệnh, nói chung là chưa có kinh nghiệm á, nói chung là sợ những điều đó. Hợp lý. Bây giờ phụ nữ mổ á, người ta sợ dao kéo nữa. Nghe lấy cái mổ đi. Sợ hết thuốc tê, hết thuốc tê. Hay quá. Đúng. Sợ hết thuốc tê. Cái lúc ai đó em sợ dữ lắm. Đúng rồi, chị nhớ chị Tiên. Hả? Khi mà chị mổ phải không? Chị không, chị không hả? Lúc đó mình sợ dữ lắm đúng không chị? Đúng sợ, rồi, sợ lắm chứ, rất sợ chứ, sợ lắm. Nhưng mà không có sợ hết thuốc tê. Sợ mà. Bà làm gì mình sợ, làm gì sợ lắm, như em, sợ em đẻ gọi làm gì là biết sợ. Lâm già đá lông nheo rồi. Lúc đó mình sợ dữ lắm đúng không chị? Lâm bị dạ chơi mà chơi đá lông nheo. Mọi người im lặng, tôi muốn nghe anh Vinh nói. Em nghĩ rằng là phụ nữ là sợ rất nhiều, nhưng nói đúng ra là thì phụ nữ thì đúng là sợ xấu. Sợ xấu và sợ thay đổi ngoại hình.
Và quan trọng hơn là phụ nữ sở sau khi sinh thì họ không trở lại được cái vóc dáng như từ xưa khi mà họ chưa có con nữa. Và quan trọng nhất là có lẽ phụ nữ sợ nhất một điều đó là nếu như mà thông qua tiên là em thấy rằng là cái thức cùng con đó mới cái điều mà thật sự là vất vả. Và quan trọng hơn nữa rằng là mỗi lần sửa ra thì cái điều đó nó cảm áp lực cho một cái người phụ nữ sau khi sinh là chăm con á, sợ chăm con, sợ tắc sữa nha thì là chăm đó. Không, đúng chăm rồi. Sóc con đó. Sợ mất sữa. Nghệ sĩ thì sợ tắc tiếng mà bà bầu thì sợ tắc sữa nha. Tắc sữa. À, và một cái điều nữa mà em nghĩ rằng là cũng rất quan trọng đó là phụ nữ thường sau khi sinh thì sẽ không được tắm. Sợ dơ. Sợ dơ, sợ bẩn. Sợ bẩn. Hợp lý. Sau khi sinh là không được tắm. Sợ hết thuốc tê. Nữa. Chú là bà. Tôi chưa có chó mà. Ủa gì vậy? Tôi mới có sợ thôi mà. Sợ thuốc tê là vô lý đó. Lâu quá đứng mỏi chân. Sợ gì sợ đại đi. Sợ chăm sóc đi. Đi về. Không chịu đứng đó. Mình bị ép, mình đang bị ép. Tôi bảo đảm phòng máy là fan của Kỳ Duyên hay là fan của Thủy Tiên chắc luôn. Câu trả lời số 1 là gì nè? Số 1 mất ngủ. Đúng, không ngủ được luôn. Đúng rồi. Số 3 lo sợ chồng ngoài tên. Có luôn. Nay nói gì đã sợ không thương mình nữa. Số 4 vẫn chưa có chăm sóc nha. Có em ơi, có. Số 5 công việc và cơ hội thăng tiến. Hoàn toàn hợp lý không luôn. Không có thuốc tê trong đây nha Lâm. Không có thuốc tê nha Lâm ơi. Không. Hay lắm. Lâm đi chữa riết rồi nó sợ á. Chứ còn đâu sợ đâu. Sợ thuốc tê lắm, nhất lắm. Rồi ai muốn lên đây đấu với chị tôi à? Chị ghét ai chị chỉ thẳng người mặt người đó và lên chơi chị. Hả? Ghét được. Em sợ quá, em sợ chị tiên quá anh ơi. Dạ câu hỏi bắt đầu chị tiên ơi. Mời câu hỏi ạ. Sau khi vợ sinh đàn ông hay khủng hoảng vì điều gì? Sau khi vợ sinh thì đàn ông hay khủng hoảng điều gì vậy Vinh? Khủng hoảng ạ. Khủng hoảng có nghĩa là mình bị khủng hoảng á. Anh nhìn mặt ảnh rồi có khủng hoảng không? Em chưa bao giờ thấy vợ sau sinh anh thấy khủng hoảng vì em thấy hạnh phúc lắm. Cũng như không. Kiên cử chăn gói. Trùng khớp ý với tôi. Từ lúc có bầu mà kiên 9-10 tháng sao mà đẻ ra kia coi chừng. Đúng. Đúng không? Đúng không Tuấn? Hả? À. Em thấy đúng không? Không, em thấy nhiều khi đàn ông cũng có những người bạn có những người bạn tay trái tay phải của chúng ta. Không sao. Phụ nữ mới sợ chứ đàn ông không có gì đâu. Không phải mình khủng hoảng là ở chỗ là mình phải thấy vợ mình chăm con mất ngủ triền miên rồi cảm thấy là khi nào cũng phải ca thán về thân hình của mình, tại sao là nó thế này thế kia, rồi sợ cái thân hình của mình xấu rồi nó kiểu vậy. Đúng tức là mình khủng hoảng là ở đây là khủng hoảng về tinh thần, khủng hoảng tinh thần về vấn đề mà những cái điều mà vợ đang chịu đựng. Nói với nhiều khi vợ làm cực quá cái mình đi làm về cái vợ cằn nhằn hoặc là vợ bị stress á mình stress theo luôn á. Khủng hoảng tâm sinh lý. Ủa, có phải đàn ông không? Trời ơi, đàn ông không phải gì cũng không biết luôn. Nhẹ nhàng, ghế sợ luôn. Ủa, phải đàn ông không? Mà vô đâu là tôi vô chết sâu lắm ạ. Em nghĩ có rất là nhiều điều ở đàn ông họ sẽ bị khủng hoảng khi mà vợ vừa mới sinh. Thứ nhất, đó là tiếng khóc trẻ em. Tiếng khóc con nít. Chồng em là thời gian đầu là bị stress luôn. Tại vì sáng phải đi làm mà nghe con khóc sáng đêm như vậy là họ không có cái sự chịu đựng của người phụ nữ. Kiên nhẫn đúng rồi, không kiên nhẫn là dễ bị quạo, cao có. Và em từng biết có những người đàn ông là khi nghe con mình khóc là đập phá đồ trong nhà luôn á. Những người mà cọc tính á. Cái thứ hai nữa là sẽ bị vợ mình hay ghen á. Ghen á, làm gì cũng ghen hết. Sợ chăm con nữa. Đúng rồi, sợ bị chăm con nữa. Bây giờ chọn đại cũng trúng em ơi. Em được thương rồi. Mời chọn chị Tiên ạ. À.
Tiếng khóc em bé. Tiếng khóc em bé. Bẹt bẹt. Có đó, có đó. Lại thắng nữa rồi. Số 1 là gì ạ? Chớm lợi. À. Ủa cái này số 2. Có hả? Thu nhập ha, đúng rồi. Kinh tế. Kinh tế. Thêm con phải thêm tiền. Số 4. Có luôn. Số 5. Số 5. Có luôn. Có nhiều người chồng là hả, cứ lúc nào cũng sợ vợ mình thương con quá bỏ rơi mình á. Tụi tôi đâu có đẻ chữa đâu mà biết. Số này tao mời mấy bà bầu chơi đi chứ mời tụi tôi làm chi trời. Ôi tự nhiên cái thua cái quạo. Thôi chơi 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 làm chi nữa. Đó, nó giọng giọng cái trời kìa. Kỳ quá. Phải không? Đúng là thiệt. Chị Tiên hỏi là cái câu hồi nãy mà chị hỏi đi chị. Phải đàn ông không? Phải nha. Chơi. Rồi tiếp tục sẽ là ai? Chị Tiên chọn đi chị Tiên. À. Không chọn chồng mình. À. Ghê thiệt. Đồ ngon để ăn sau cùng anh. Đồ ngon để ăn sau cùng anh. Đồ à. Ngon để ăn sau cùng. Câu hỏi như sau. Wow. Chị định cãi chị Tiên. Cái mặt chị định cãi, cái môi giật giật cái gì đó. Chị định cãi gì? Hãy chị Tiên. Những điều vợ mong muốn chồng sẽ làm. Hiểu khi vợ mang thai. Quan tâm chăm sóc khi vợ chắn. Mang thai. Bên cạnh vợ cũng được. Bên cạnh vợ, quan tâm, hiểu vợ. Thì bên cạnh là phải quan tâm rồi. Vinh. Anh Vinh. Anh nói gì chị Tiên, chị nể em coi. Những cái phụ nữ mang thai thì anh nghĩ rằng là họ mong muốn người chồng của mình lúc nào cũng phải ở nhà. Thì đó là bên cạnh đó. Quan tâm và chia sẻ. Quan tâm và chia sẻ. Trời. Cái này nó có bị chung chung quá không ta? Ủa gì vậy? Phải không vậy? Ủa? Một mình em chấp hết mấy anh. Ủa bên chương trình cũng có bầu chưa? Mời chị Tiên hãy đưa ra đáp án của mình ạ. Cái đáp án này mình nghe xong hơi bất ngờ luôn. À, tuyệt vời. Vợ mong muốn chồng khi mang thai là chung thủy. Chính xác. Quá chính xác. Cũng đúng. Không cãi được. Không cãi được. Thiệt. Sự chung thủy. Thôi chắc có quá. Có chắc rồi. Có rồi. Mình đang lợi thế lại đó. Cụ thể hơn đúng không? Rồi ví dụ đi cho anh hiểu nè. Đưa đi khám thai. Rồi đưa đi khám thai. Ok nha. Đưa đi khám thai. Chúng tôi là đưa đi khám thai định kỳ. Đưa đi khám thai định kỳ. Đưa đi khám thai định kỳ nha. Đưa đi khám thai định kỳ. Đó, thấy không? Được số 3. Quyền quyết định là ở mình, đừng nghe những lời đàm tiếu bên ngoài. Từ nãy giờ mình là người chiến thắng đó Tiên à. Tại vì mình đã có một gia đình rất là hạnh phúc. Nói chứ đi thi với nhau 4-5 người mà một mình em chấp hết như vậy rồi tụi anh mặt mũi nào đi về nhìn vợ con tụi anh nữa. Thì đó, em không thể nào chấp hết tụi anh, em phải kêu đồng đội em vô chấp luôn mới được. Trời ơi. Đó là dọn dẹp nhà cửa. Cái này rất là đúng. Tại vì phụ nữ mang thai là đã bụng bầu. Đúng rồi. Vậy là nó không nặng có làm rồi được. Mà đâu phải ai cũng đủ điều kiện để mướn người làm đâu. Về đi mình thua rồi. Về phải không? Ngồi xuống đâu có được. Chán thiệt á. Rồi thua rồi thôi. Một. Hạn chế nhà mộng. À, đúng nha. Đúng. Số 4. Thể hiện tình cảm nhiều hơn. Số 5. Không chê bai ngoại hình. Quá đúng luôn. Thôi, chắc là em phải gờ gạc tinh thần tí nha.
lên này, lên 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 chứ còn ai nữa đâu, còn ai nữa đâu, ba người bị loại rồi. Chưa, người ta vừa đi lên đây mà sao lại bấm thì ta phải đi nhanh đi. Vợ chồng thì kỳ vậy, người ta vừa mình đi lên đây chồng bạn ấy từ sống truyền hình rõ ràng là nghe mình vừa đi lên đây là bấm chồng dữ lắm đúng không? Dạ, bây giờ cho thắng không? Ờ, công bằng chứ, cuộc chơi là phải công bằng. Thả chung cho quay lại nè, quay lại. Dạ rồi, câu hỏi bắt đầu ạ. Câu hỏi bắt đầu ạ. Chưa, tại ra cái chưa ra. Người ta phải đi. Câu hỏi bắt đầu. Chưa, tại chưa ra mà. Bắt đầu. Người ta nói bắt đầu rồi. Câu hỏi lên rồi nè. Em nói anh coi thường MC quá, người ta nói bắt đầu. Nhưng mà phải đợi người ta ra đứng chứ. Cái này là sai nha, sai, Bình cũng được. Những điều đàn ông sợ nhất trong giai đoạn vợ mang thai. Sợ nhất biết trong giai đoạn vợ mang thai. À em muốn biết. À. Ngén, ngén. Khôn ghê không? Ủa, mình không nói hả? Anh nói cho mày kia tao biết, tao đang trước sao? Anh nói chữ ngẹn. Hay khóc. Ngẹn, đúng rồi, ngẹn hay ngẹn khóc. Mày, ăn mắc ngẹn. Em nói chữ ngẹn làm như tao không có suy nghĩ ra được chữ ngén hay sao? Ủa anh đâu biết, em mày nói. Mặc dù người ta là người mang thai đó. Thật ra thì bây giờ ý kiến của khán giả thì nói là ghen tuông thì cũng có vẻ là đúng. Ý kiến khán giả là ý kiến phòng máy, nói luôn đi cho khán giả cả nước ta biết kìa. Đây ý kiến của khán giả nữ ở đây sao vậy kìa hả? Chúng tôi không có ăn gian. Rồi chốt đáp án sợ vợ ghen. Ghen khoan chị ơi, em nghĩ là chưa đâu, sợ bị hết động giờ, thai động thai, động thai là đúng không, động tốt thai, đúng không? Đúng rồi là không tốt anh Vinh ơi, lâu vậy quá là cho động thai đi. Động thai đó chị, sợ bị động thai, sợ bị sảy thai. À. Sợ không có tiền lo cho vợ. Đây nè, khi mà mới nghe á là lo, lo liền luôn là con mình sẽ uống sữa gì, vợ mình uống sữa gì, mua tả làm sao đó, tiền bạc, cơm áo gạo tiền quan trọng lắm á. Chốt là tiền, tiền nó để vậy đi cho khán giả tự hiểu. Sợ thiếu tiền, sợ thiếu tiền. Nói chung sợ là thiếu về tiền lo khoản cho vợ. Kinh tế, về kinh tế. À, sợ kinh tế. Ừ. Sợ kinh tế không lo được cho vợ. Ok, sợ kinh tế mở ngoặc là tiền không lo được cho vợ và đó, gia đình. Trời ơi, trời ơi. Kỳ bảo không chắc vô vậy. Đúng không? Ê, ê, ê. Hèn mình nói thôi chứ mình không biết gì đó. Thôi nghỉ chơi rồi, không chơi nữa đâu. Tụi tôi chơi là không ai nhắc hết. Đúng. Thấy thấy cách Vinh trả lời là biết là không ai nhắc tuồng hết rồi. Vinh chọn âm ngang đi Vinh. Không phải, không phải, biên tập đó không phải. Vinh ơi, Vinh ơi, không phải Vinh ơi. À sợ mất tiền. Sợ không có tiền lo cho vợ. Đáp án số 3 là đó, hay không? Sợ vợ bị trầm cảm, ngoại hình, là... tính cách thay đổi. Sợ cảm giác làm trai lần đầu tiên. Thôi chứ sợ gì trời. Có, em có em. Sợ làm không tốt. Ở số 5. Sợ không giữ được mình. Cái sợ này tào lao nha mọi sao người. Sao vậy anh? Sao vậy? Sao mắc gì sợ không giữ được mình? Ừ. Thích mà, tại thích đúng không? Hả? Tại cái chuyện đó không có gì đáng sợ, chuyện đó là đáng thích đúng không? Là sao? Không hỏi giữ được mình là mấy... Vậy? Không giữ được bản thân mấy anh sẽ đi ra ngoài lan trà đúng không? Đúng rồi. À không có, không có, không có. Thật sự đàn ông á nha, nếu mà vợ mang bầu á thì hiếm có người nào mà đi ra ngoài lan trà lắm. Có vẫn không như câu nói ngay em từ lúc nhiều đầu lắm, em thấy đúng nhiều rồi. Không biết nhưng mà tại vì lúc đó mình nhìn vợ mình thấy thương rồi. Đó là anh thôi. Thiệt sự nghe xung quanh rất nhiều. Rất là nhiều nha. Những trường hợp vợ vừa sinh con ra xong là phát hiện chồng có bồ nhí liền. Dạ. Cuộc sống mà em, cuộc sống mà em. Sâu sắc dễ sợ không? Cay đắng quá. Cuộc sống mà em. Cuộc sống mà.